Hướng dẫn làm đồ chặn trang sách, bookmark bằng epoxy resin. Pha keo resin theo tỷ lệ khối lượng 3 phần chất A, 1 phần chất B. Nếu bạn không có cân, có thể pha bằng cách đong theo thể tích 2,5 chất A và 1 chất B. Lưu ý, cân đúng tỷ lệ cân hoặc đong, tránh sai dẫn tới hư sản phẩm. Khuấy đều cho chất A và B hòa tan hoàn toàn vào nhau. Bước này rất quan trọng, nếu khuấy không kỹ resin sẽ dẻo hoặc không khô. Sau khi khuấy, để resin nghỉ để bọt tan cho đến khi resin trong vắt, không gợn. Nếu khuôn dính keo epoxy khô trong những lần làm trước, bạn lau khuôn cho sạch nhé. Đổ một lớp mỏng resin vào khuôn. Trang trí theo ý bạn muốn. Bạn có thể làm màu kim tuyến, chủ đề biển, mây. Mình sử dụng hoa khô để trang trí. Những khuôn mỏng như bookmark, bạn nên sử dụng các loại hoa ép hoặc những bông hoa nhỏ, cánh mỏng. Lưu ý, bạn nên nhúng hoa khô vào resin để tầm 1 đến 2 phút cho cánh hoa thấm đều resin. Điều này giúp tránh sinh bọt khí từ phôi hoa. Sau 12 tiếng resin khô, làm resin bạn nên đổ ít nhất là 2 lớp hoặc nhiều hơn. Như vậy giúp cho đồ trang trí luôn được nằm giữa 2 lớp resin sẽ đẹp hơn. Mình trang trí thêm tên và kim tuyến. Sau đó pha thêm resin và đổ lớp thứ 2. Đợi 12 giờ sau resin sẽ khô. Lưu ý, từ lúc bắt đầu pha resin, bạn làm trong vòng 30 phút. Sau đó để yên cho resin phản ứng. Và đây là thành phẩm. Ngoài làm chặn sách, bạn có thể làm chuông gió treo cửa, Hana gắn sẵn lên bộ kit nếu bạn muốn làm. Cảm ơn bạn xem video. Nhớ follow Hana nhé.